Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Blog Tâm sự. Quý vị và các bạn thân mến, từ 10 năm trước, hai từ trai bao đã không còn mấy lạ lắm, bởi khi cuộc sống càng phát triển thì cụm từ này cũng càng xuất hiện nhiều hơn. Ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta còn ngạc nhiên hơn khi mà biết một số Tây Đen thất nghiệp từ nước ngoài du lịch sang Việt Nam đã chọn nghề trai bao và lấy đó làm nghề tạo thu nhập chính nuôi bản thân và đôi khi là bao cả những cô vợ hờ. Và so với thời điểm hiện tại, tình trạng Tây Đen làm trai bao ở Việt Nam dưới sự truy quét của các lực lượng chức năng đã gần như không còn hiện diện trong xã hội. Ấy nhưng lẩn khuất ở đâu đó thì tình trạng này vẫn là điểm nóng cần lưu ý trong xã hội của chúng ta. Và tại sao lại như vậy? Kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. VH sinh năm 1982, vốn là một cô gái có nhan sắc trong một gia đình trí thức trung lưu ở Hà Nội. Tuy nhiên, chính vì bà hát quá đẹp nên ở tuổi 17 chẳng có thú vui nào mà bà không biết. Kết quả 17 tuổi, bà đã phải lên xe hoa theo lời khuyên của bác sĩ. Năm đó dại, yêu chơi rồi để lại sản phẩm nên mới phải cưới. Lúc biết được thì đã quá muộn để bỏ đi. Chứ bảo mình yêu chồng không thì mình chịu. Chỉ biết lúc đó bố mẹ sợ mang tiếng nên ép cưới. Bà hát bộc bạch. 17 tuổi bà bỏ học để đi lấy chồng. Và với con đường học vấn, bà cũng chẳng mặn mà gì. Mình tự nhận mình không có khiếu đi học. Đi học do bố mẹ ép thôi, chứ nghỉ lâu rồi. Chưa đầy nửa năm sau, bà hát sinh một bé gái giống bà y như đúc. Ngày đó bà hát trẻ con, đâu có biết làm vợ hay làm mẹ như thế nào. Người phụ nữ đang tuổi ăn tuổi lớn bỗng dưng gánh cái trách nhiệm làm vợ làm mẹ, khiến tâm tính của bà hát thay đổi. Trong cuộc hôn nhân của mình với người chồng cũ, bà hát cũng thừa nhận mình quái tính nên thường xảy ra mâu thuẫn giữa chồng và gia đình chồng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của bà hát với người chồng cũ không xuất phát từ tình yêu mà chỉ là do trách nhiệm của một giây phút lỡ lầm. Nên dăm bữa nửa tháng, bà hát lại cãi nhau với chồng. Thậm chí có nhiều lần vợ chồng trẻ lao vào đấm đá nhau như kẻ thù không đội trời chung. Chồng mình cũng chỉ hơn mình một tuổi, hai đứa trẻ con lấy nhau, biết gì đâu. Tuy nhiên chồng mình bản tính, y không bao giờ thay đổi được, gia trưởng bạo lực. Hầu như đánh nhau toàn chồng mình đánh trước, chẳng lẽ mình để yên cho chồng đánh? Bà hát chia sẻ. Được một thời gian, hai bên gia đình cũng không thể chịu nổi đôi vợ chồng trẻ này, nên họ quyết định đường ai nấy đi. Năm đó bà hát 21 tuổi. Chồng mình trong lúc chờ tòa xử ly hôn thì lén lút với một sinh viên, dẫn đến có bầu. Bé đó mình không trách, vì mình hết tình cảm với chồng rồi. Mình chỉ hận con bé đó chửa con trai, gia đình nhà nội biết nó chửa con trai nên ruồng rẫy mẹ con mình, chỉ mong tống mình ra đường. Bà hát đau đớn kể lại. Ngày bà hát ly hôn chồng, bà ra khỏi nhà bằng hai bàn tay trắng cùng với đứa con gái lên 4 tuổi của mình. Người ta bảo cái một con trông mòn con mắt quả không sai. Chỉ sau một thời gian ngắn, bà hát ly dị chồng. Bà đẹp lên trông thấy. Ngày đó bà quen một ông Tây da trắng người Mỹ. Người đàn ông này gấp đôi tuổi của bà hát là chồng Casey, và đã từ rất lâu rồi. Lúc đầu bà cũng chỉ vui chơi qua đường thôi, nhưng một thời gian bà lại cảm thấy thích. Bà hát tâm sự rằng đàn ông nước ngoài ga lăng lắm, chẳng như chồng mình ki bo kiệt sỉ mà còn hay có cái tính sĩ gái. Mấy ngày kỷ niệm, ông bố đều tặng quà cho mình. Rẻ thì cũng chai nước hoa vài triệu, không thì trang sức vài chục triệu là bình thường. Bà hát cũng phải thừa nhận rằng bà cũng bị ám ảnh những lần quan hệ với những gã trai Tây. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Phải thừa nhận rằng đàn ông nước ngoài có kinh nghiệm trên giường rất tốt. Nếu so sánh với đàn ông Việt, vợ chồng mà có quan hệ với nhau chẳng khác gì ô xin đi cung phụng ông chủ. Nhưng với Tây thì khác. Trên giường họ coi mình như bà hoàng, chiều chuộng vuốt ve mình. Đặc biệt là họ cực kỳ tâm lý. Bà hát chia sẻ thêm. Tất nhiên mình nói ở đây không có tính quy chụp gì cả. Ở đâu cũng có người đàn ông tốt và những người đàn ông chưa tốt. Nhưng những người đàn ông đã, đang và sẽ đi qua cuộc đời mình, mình vẫn bảo toàn quan niệm trai Tây tốt hơn trai Việt cả trăm lần. Bà hát lấy dẫn chứng. Bạn bè mình lấy chồng Việt, người nào cũng có nỗi khổ. Đứa thì lấy chồng lăng nhăng bồ bịch, đứa thì lấy chồng vũ phu, đứa thì lấy chồng cờ bạc.
Trong hội bạn có 5 đứa thì cả 5 đứa chẳng có đứa nào có hạnh phúc trọn vẹn. Trong khi mình đây tự do thoải mái, chẳng việc gì phải cắm đầu vào một gã đàn ông không tôn trọng mình. Chỉ sau một thời gian ngắn, bà Hát giàu lên nhanh chóng nhờ việc kinh doanh trên mạng, kết hợp với dịch vụ làm đẹp cho chị em phụ nữ. Hiện tại bà Hát cũng đã thôi ông bồ người Mỹ năm xưa. Bà trở thành một quý bà 35 tuổi thành đạt, lắm tiền nhiều của khi có 2 spa lớn ngất ngưỡng ở Hà Nội. Cuộc sống của bà bây giờ mới thật sự hạnh phúc. Mỗi khi bà Hát cảm thấy bứt rứt là có cả tá đàn ông quỳ xuống chân bà. Nhưng bà chỉ chọn đàn ông nước ngoài. Bà Hát còn khoe, bà có cả bộ sưu tập đàn ông Tây của mình qua những bức ảnh mà bà Hát lưu trong điện thoại. Trong suy nghĩ của bà Hát, hôn nhân là của nợ, nên thích thì nhích. Bà đã quá chán với cuộc hôn nhân ngày trẻ trâu của mình. Với bà, giờ chỉ qua đêm rồi thôi và không ràng buộc tờ hôn thú làm gì. Mình còn trẻ, còn đẹp, việc gì phải phục vụ một người đàn ông tệ với mình chứ? Hơn nữa mình có tiền, có nhan sắc thì thiếu gì người theo? Bà Hát còn chia sẻ bí quyết săn trai Tây của mình. Săn trai Tây cũng chẳng khó, lên ba bắp là cách dễ nhất. Nếu không giỏi ngoại ngữ, em có thể khều khều tay họ là họ biết ý. Không thì lên các ứng dụng trên điện thoại di động cũng được. Người nào ưng thì không nói làm gì, nhưng còn người nào chị không thích thì chỉ một lần là goodbye. Chẳng biết những người phụ nữ như bà Hát, dù cuộc đời sẽ đi về đâu, nhưng dù chán trường và thất vọng về hôn nhân, thì những phụ nữ cũng đừng bao giờ mềm yếu, sống buông thả như quý bà lắm tiền nhiều của trên. Bởi cuộc sống ngắn ngủi lắm, hãy biết yêu thương bản thân và làm nhiều việc ý nghĩa hơn để không bao giờ phải hối hận khi nhìn vào những ngày qua dù cho đã từng phải đổ vỡ hạnh phúc. Làm trai bao để nuôi tình yêu của mình, đó là câu nói mà khi mới nghe tôi rất đỗi ngạc nhiên. Chàng trai cao to tên là Agu, người Nigeria sang Việt Nam gần 5 năm. Agu chỉ là một dân lao động nghèo, nhưng nghe một người bạn giới thiệu đi du lịch Việt Nam rẻ nên đăng ký đi với một nhóm bạn. Sau khi sang chỉ được một vài tháng thì túi tiền cạn kiệt, Agu cũng định về nước. Nhưng thấy mấy người cùng quê với mình vẫn sống được ở Việt Nam với nghề trai bao nên đã xin theo. Mới đầu làm cũng còn bỡ ngỡ, song sau đó thấy vui vì vừa có tiền lại vừa sung sướng nên chưa bao giờ Agu có ý định sẽ bỏ nghề. Chia sẻ với chúng tôi một cách không cần dè dặt, trai bao Tây Đen này cho biết mỗi đêm ít cũng kiếm được vài triệu, có khi tiền đó hắn ném vào những cuộc ăn chơi. Cũng có khi dùng tiền đó để nuôi những cô nhân tình, thậm chí là vợ hờ của mình. Trả lời câu tò mò của một khách hàng mới như chúng tôi về thị trường của mình, anh chàng cơ bắp cho biết rằng phần lớn là những đối tượng khoảng U40 mà vẫn cảm thấy thiếu tình. Theo kinh nghiệm của những phi công Tây Đen này thì đa số khách quen đều là những quý bà độc thân, ngấy của nội, xính của ngoại. Giới phi công này cho biết cũng có nhiều lý do để người ta tìm tới chúng tôi. Cô đơn, thiếu thốn tình cảm, thậm chí là chán nản trong công việc và chuyện tình cảm gia đình. Những quý bà này hay đi tìm của lạ, thường là những quý bà có tiền nhưng mà cũng lắm tật. Tại một quán bar trên đường Đỗ Quang Đầu, quận 1, một trong các tuyến đường thuộc khu phố Tây tại Sài Gòn, nơi tập trung nhiều quán bar nhỏ mang tên BB, Honler, HM, chúng tôi choáng ngợp với những màn ăn chơi của giới này. Nơi đây họ tụ tập để uống rượu ngoại, nhảy thoát y, thậm chí là dùng thuốc rồi lắc cùng nhau. Trong vai một lính mới muốn đi tìm của lạ, chúng tôi làm thân cùng với NHL, vốn là một bà giám đốc, đang nốc nhanh những ly rượu ngoại. L cho biết chị ta đang vẫn thường lui tới đây để xả stress. Như khích lệ, để xóa bỏ sự rụt rè của một lính mới, L quyết định dẫn tôi sang giới thiệu với đám bạn chơi của mình. Tại đây L cho biết chị và những người khác lập thành hội, đa số các thành viên trong hội là những người có kinh tế khá giả nhưng chán nản chuyện tình cảm. Nhiều người thì vướng cảnh ăn chả ăn nem hoặc là chồng mình đầu chưa bạc mà bút đã hết mực. Chán, sau giờ làm hoặc thời gian rảnh, sáng các bà rủ nhau đi massage, đi spa, rồi đến đêm các nữ tướng lại kéo nhau đi hát, đi nhậu trong các quán bar. Cuối cùng, sau những bữa ăn chơi không thua gì đấng mải dâu nhưng vẫn không thoát được cảm giác cô đơn, các bà đi tìm tình một đêm với trai bao, mà chủ yếu là trai bao Tây Đen. Tàn cuộc tán chuyện về ăn chơi ở quán ba đêm với các quý bà, chúng tôi nhận thấy một số quý bà hoặc chị em cùng trang cùng lứa đã lên xe đi tìm của lạ. Ám ảnh trong tôi là đâu đó, người viết vẫn nhận thấy nỗi cô đơn hẳn lên những khuôn mặt,
dưới lớp phấn nhợt nhạt sau khi trở về cùng những người tình trai bao tây đen đêm trước. Chuyện tìm đến tình một đêm với trai bao của họ cũng có nhiều cung bậc. L cho biết phần lớn trai bao nội địa là những thằng nhóc, kiết xác và học đòi. Nếu chỉ cần lắng nghe những phút yếu lòng của một người phụ nữ đang mất đi điểm tựa, thì mấy cậu nhóc đó cũng được. Nhưng để được thỏa mãn thì phải tìm đến bọn trai bao tây đen. Họ có nhiều cái lạ và độc. Đúng là lạ và độc thật. Trao đổi với chúng tôi về việc này, nhiều quý bà khác cũng cười khoái chí và khẳng định: em cứ thử một lần, sau rồi có khi lại nghiền đấy chứ. Xung quanh việc này cũng có nhiều ý kiến, một số tâm sự rằng của lạ rất bệnh hoạn và đáng kinh tởm. Thế nhưng không ít quý bà cũng tủm tỉm thừa nhận rằng không thể dứt ra và chẳng còn ham muốn với đổ nội nữa. Quý vị và các bạn thân mến, vào cuối năm 2015, sau khi công an kiểm tra tạm giữ hành chính nhiều người đàn ông gốc châu Phi lưu trú bất hợp pháp tại chung cư Khang Gia, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quay trở lại với khu vực này, lực lượng chức năng nhận thấy hiện vẫn còn rất nhiều gã đàn ông da đen lui tới ra vào khu chung cư. Và đêm xuống thì họ đều rời khỏi chung cư và đi đến các quán nhậu, quán cà phê lân cận với khuôn mặt lộ rõ sự bồn chồn chờ ngóng. Kính mời quý vị khán giả hãy cùng với Hồng Nhung, chúng ta theo chân lực lượng công an, vạch trần mánh khóe của những gã tây đen chuyên đi săn phụ nữ khát tình ở Sài Gòn trong chương trình ngày sau đây. Theo ghi nhận của quý bà sành của ngoại, thì trai bao tây thường là những gã thanh niên thất nghiệp ở nước bản xứ đến Việt Nam theo con đường du lịch. Nhưng sau đó có muôn ngàn lý do để những trai bao tây đen này ở lại. Hai từ trai bao không còn mấy lạ lẫm, bởi khi cuộc sống càng phát triển thì cụm từ này cũng xuất hiện nhiều hơn. Ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta còn ngạc nhiên hơn khi biết có một số tây đen thất nghiệp từ nước ngoài du lịch sang Việt Nam đã chọn nghề trai bao và lấy đó làm nghề tạo thu nhập chính nuôi bản thân, và đôi khi bao cả những cô vợ hờ. Ông Tâm, người sống lâu năm ở khu vực chung cư Khang Gia cho biết, ông nắm khá rõ về công việc của những gã đàn ông ngoại quốc ấy. Họ kéo đến ở khu chung cư này đã được một năm nay. Tôi để ý thấy chỉ có một số ít sống bằng nghề buôn bán quần áo, còn lại đa số suốt ngày đi lông nhông ngoài đường. Có đêm, tôi còn thấy mấy cô sồn sồn đến đây tìm, rồi họ chở nhau đi thâu đêm suốt sáng. Nói thiệt, mấy đứa con nít ở đây còn biết rõ họ cặp với mấy bà xôn xôn để làm gì. Ông Tâm nói, hơn 21 giờ tối ngày 10 tháng 1 năm 2015, các quán nhậu, quán cà phê gần khu chung cư Khang Gia vẫn còn đông nghẹt người. Đa phần là người da đen và phụ nữ đứng tuổi. Quan sát từ xa, chúng tôi thấy có nhiều gã trai bao tây đen và quý bà có những hành động rất tình tứ. Có cặp ôm ấp, hôn hít nhau ngay giữa chốn đông người. Kết thúc tiệc nhậu, bao giờ các bà cũng dành trả tiền, rồi họ đi đâu đó không biết. Một tiếp viên ở quán nhậu đông khách trai bao tây đen tiết lộ. Tối hôm sau, quay trở lại khu vực này, chúng tôi bất ngờ khi phát hiện có một gã đàn ông da đen đầu chọc bóng, thân hình vạm vỡ đang giang tay ôm một lúc cả hai người phụ nữ đứng tuổi vào lòng. Ngay cả con hẻm cạnh chung cư Khang Gia. Những người dân địa phương cho biết, những cảnh tượng như thế này chẳng có gì là lạ. Họ sống bằng nghề phục vụ mấy bà sồn sồn. Tụi nó có sức khỏe lại giá rẻ, nên mấy bà rất khoái. Nghe nói tụi tây đen thì cái khoản đó là số 1, nên nhiều bà mê tít. Một người chạy xe ôm nói, để có chứng cứ về chuyện phục vụ quý bà của mấy gã bao tây đen, chúng tôi nhờ một nữ đồng nghiệp cùng nhập cuộc. Đêm xuống trong vai một quý bà cần tìm trai bao, cô bạn đồng nghiệp của chúng tôi lái chiếc xe máy tay ga chạy chậm chậm vào khu chung cư. Lập tức một gã tây đen mặc chiếc áo thun màu vàng từ bên trong hẻm chạy ra trước đầu xe nói tiếng Việt giọng lơ lớ. Em ơi, anh khỏe, giá rẻ. Qua tìm hiểu, chúng tôi phát hiện, ngoài khu chung cư Khang Gia, khu vực đường Cầu Xéo, quận Tân Phú cũng được xem là chợ tình của những gã trai bao tây đen. Đây là khu vực có rất nhiều gã tây đen sinh sống nên rất dễ bắt gặp họ trong các quán cà phê, quán nhậu. Cũng giống như ở địa bàn quận Gò Vấp, tại đây ban ngày những gã trai bao tây đen cũng thường đi lông nhông ngoài đường. Nhưng đêm xuống họ ăn mặc chỉnh tề rồi tỏa ra các quán cà phê, quán nhậu để săn các quý bà. Một địa chỉ quen thuộc khác của những gã tây đen phục vụ quý bà là đường Bùi Viện và công viên 23 tháng 9. Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Khoảng 20 giờ ngày 11 tháng 1, khi chúng tôi có mặt tại đây cũng là lúc có nhiều gã Mỹ đen làm trai bao kéo nhau vào quán ngồi chờ khách. Nhân viên của một quán bar có nhiều gã trai bao Tây đen lui tới tiết lộ. Những gã đàn ông Mỹ đen làm trai bao chuyên phục vụ quý bà thường đứng chung một bàn phía giữa các quán bar. Họ chọn vị trí để dễ quan sát xung quanh. Khi thấy người phụ nữ đứng tuổi, họ liền tới làm quen mời nhảy uống rượu. Sau đó chuyện gì xảy ra chắc ai cũng hiểu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, rất nhiều đàn ông da đen đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, không có việc làm. Phần lớn họ nhập cư bất hợp pháp bằng cách đi du lịch sang Campuchia rồi vượt qua đường bộ vào Việt Nam. Có một số vào Việt Nam theo dạng xuất khẩu lao động, nhưng rồi trốn ở lại luôn. Có người sống hơn chục năm, nhưng trong tay không một tờ giấy tùy thân. Một cán bộ của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm. Qua nhiều ngày tìm hiểu, chúng tôi được dân chơi Sài Gòn giới thiệu một gã trai bao Tây đen tên là Carpool đang sống ở đường Nguyễn Văn Quá, quận 12. Carpool sống ở Việt Nam hơn 9 năm, vốn tiếng Việt của gã cũng kha khá. Trong vai một tay đàn em muốn săn trai trẻ đẹp cho bà chủ, chúng tôi nhắn tin gọi điện thoại để được gặp Carpool. Vừa gặp chúng tôi nói, bà chủ công ty chúng tôi đang cần tìm một người khỏe như anh để đi chơi. Chưa nghe hết câu, gã trai bao Tây đen trả lời ngay, một lần giá 20 đô, qua đêm 45 đô. Chúng tôi nói giá này hơi cao, Capo phân bua. Giá vậy là ok rồi, tôi phải sống chui sống nhủi, tốn đủ khoản chi phí, phục tùng mấy bà chủ, bấy nhiêu đâu có nhằm nhò gì. Phải mất vài ba lần gặp gỡ, Capo mới trải lòng kể cho chúng tôi nghe về thế giới của những gã trai bao Tây đen chuyên sống bằng nghề phục vụ quý bà sồn sồn ở Sài Gòn. Capol cho biết ở đất nước anh ta có nhiều người sang Việt Nam sinh sống, sau đó quay về với túi tiền kha khá. Họ xây được nhà lầu, sắm được xe hơi. Theo Capol, hiện nay có rất nhiều phụ nữ tầm 40-50 tuổi, rất thích được đàn ông da đen phục vụ, nên họ mới có đất để dụng võ. Những khách hàng đa phần là những bà thiếu thốn tình cảm, chồng chết, hoặc ông ăn chả bà ăn nem. Cũng có quý bà giàu có, gia đình đàng hoàng nhưng thích cảm giác lạ. Cũng có người làm chuyện này chỉ để khoe khoang với bạn bè, Capo nói vẻ am tường. Cũng theo Capo, ngoài chuyện chuyên môn, các quý bà thích trai bao Tây đen vì sau những cuộc tình một đêm thì chẳng ai biết ai là ai, nên tránh khỏi những phiền phức rắc rối như cặp bồ với người Việt. Người nói tiếng Việt không rành, người nói tiếng Anh không chuẩn nên khó xảy ra chuyện gặp nhau níu kéo, quấy nhiễu, Capo giải thích thêm. Theo gã đàn ông gốc Phi này, dù lượng người da đen sang Việt Nam mỗi ngày một tăng lên, nhưng những người sống bằng vốn tự có lúc nào cũng có khách hàng. Chúng tôi thắc mắc, ngày nào cũng phải phục vụ như vậy, sức khỏe rất dễ suy kiệt, nhất là với những người đã gần 50 tuổi như Capel. Anh ta tiết lộ, dù đàn ông gốc Phi làm chuyện đó rất khỏe, nhưng nếu hành nghề thì phải có thuốc, phải có sâm mới trụ được lâu dài. Sức người có hạn nên khoản tiền thù lao mà mấy bà trả phải chi phân nửa để mua các loại thực phẩm chức năng để trợ sức. Không thì lấy gì mà đứng đi nổi. Capo chia sẻ, anh bộc bạch thêm, có người may mắn gặp quý bà giàu nên được cho nhiều tiền sống sung sướng, nhưng cũng có nhiều gã phải chạy lông nhông kiếm khách hàng đêm. Theo tính toán của Capo, với sức lực của anh hiện tại thì chỉ có thể gắn bó với nghề tầm 2 năm nữa. Sau khi có vốn, anh ta sẽ quay về nước để buôn bán kinh doanh. Còn nếu may mắn gặp phải những vị khách VIP mua cho nhà, cửa hàng thì anh sẽ tiếp tục trụ lại Việt Nam. Đi sâu tìm hiểu, chúng tôi được biết nhiều Tây đen chuyên làm việc này tá túc trong những khu nhà ổ chuột trống trước rột sau ở các quận vùng ven như Tân Phú, Bình Tân. Số khác thuê chung cư hành nghề cho kín đáo với giá 3-4 triệu đồng một tháng. Một anh bảo vệ tiết lộ, đêm nào đi kiểm tra cũng phát hiện hai tên Tây đen thuê chung một căn hộ luôn tha về hai phụ nữ. Sáng hôm sau họ cuống quyết ra bãi lấy xe hoặc leo lên taxi để chuồn cho nhanh. Trông thấy một số Tây đen trở thành bạn tình của các bà, chúng tôi vội bấm máy, phát hiện điều này. Họ lập tức lấy tay che mặt hoặc núp vội sau trụ điện. Quý vị và các bạn thân mến, sống trong thế giới hào nhoáng nhưng mà thu nhập từ nghề nghiệp lại thấp. Theo một nguồn thông tin, ở thời điểm năm 2013, thu nhập của một mẫu nam thuộc hàng đắt show cũng chỉ dừng lại cỡ 10 triệu một tháng. Ngay cả khi siêng đi sự kiện, dự họp báo hay là ra mắt sản phẩm thì may lắm, cát xê mới vọt lên được 2-3 triệu đồng một lần xuất hiện. Cũng vậy mà nhiều siêu mẫu nam đã trở thành đối tượng săn phi công của các quý bà cô đơn và lắm tiền.
Thu nhập từ những chương trình thời trang đình đám trong làng mẫu như EFD còn hẻo hơn. Vì thế chỉ là nơi để mẫu nam xây dựng tên tuổi. Đôi khi mất cả tuần để chuẩn bị và tập luyện. Nhận vài trăm ngàn tượng trưng là chuyện thường trong làng mẫu. Còn với những hợp đồng quảng cáo, dù có béo bở cách mấy, cũng chưa bằng phân nửa mẫu nữ. Nên tổng lại, thu nhập của một nam siêu mẫu sáng giá chỉ có thể dao động từ 20 đến 30 triệu đồng một tháng. Siêu mẫu A đúc kết. Thế nhưng, nếu có dịp đi xem phim, lui tới các khu vực VIP quán bar, dạo qua các trung tâm mua sắm, mẫu nam thường để lại ấn tượng mạnh với khán giả bởi độ xa hoa, cùng gu thời trang tinh tế, thông qua những bộ vó phủ đầy hàng hiệu, sanh điệu đến từng chi tiết. Siêu mẫu L thường có thói quen lên truyền thông kể khổ gia cảnh, thu nhập thấp và hài lòng với cuộc sống nhà trọ vì yêu nghề. Nhưng khi đêm về, khi khán giả đa số là chiến hữu, L trở nên thu hút trong rất nhiều bộ cánh sang trọng. Luôn có mặt ở Ba Lu, mỗi đêm với hàng loạt bộ cánh quý tộc, mỹ nam này có sở thích cập nhật liên tục các thương hiệu thời trang thế giới, từ ví LV Janet Hermes, quần D&G đi kèm với phụ kiện hàng hiệu của Chanel Milano. Tất cả luôn được anh chàng phối khá hợp lý. Mà tính trung bình mỗi bộ cánh anh chàng choàng lên người thường ngấp nghé cả trăm triệu đồng. Thành ra, cái mà siêu mẫu L than thở chỉ là bề nổi. Vì ai quen L cũng biết mỹ nam này chính là người nhà của quý bà S. Người đàn bà thành đạt từ vựa cá miền Tây này mê L như cá mê nước. Chỉ sau một lần duy nhất hội ngộ siêu mẫu tại khu du lịch Vin trong một sự kiện. Khi trở về Sài Gòn, con xe quay tàu của chàng siêu mẫu đã nhanh chóng được bà chị hô biến để thay bằng con SH mới cáu, lấp hàng nút 9, đeo luôn biển quận nhất Sài Gòn. Trong nhóm quý bà qua lại với mẫu nam, bà chị của siêu mẫu L luôn được xem là người may mắn nhất khi dính đến hàng loạt mỹ nam. Tuy không đẹp nhưng sau vài cuộc tiểu phẫu, chị S cũng trở nên dễ nhìn hơn. Chị vừa bước qua tuổi 40 nhưng người phụ nữ này rất kinh nghiệm chinh phục trai đẹp. Trong đó yếu tố lãng mạn, chi tiền bất cần luôn được bà ta đặt lên hàng đầu. Chính những món quà đắt sắt ra miếng cùng với sự bất cần của S đã khiến không ít mẫu nam cảm động sa chân vào. Và L là người tình được bà chị nuông chiều nhất bởi L được nói có nhiều tài lẻ trong khoản giường chiếu. Bà ta thường bi bô với cả nhóm khi quyết định thôi đong đưa, chỉ tập trung cho L. Nhóm của bà S nổi tiếng trong việc đánh chiếm mẫu nam. Ngoài S còn có một phụ nữ kinh doanh thuốc Tây cũng học đòi cua phi công đẹp, không thua kém chiến hữu S. Vốn là người giữ tay hòm chìa khóa của gia sản nên một khi đã quậy, thì mức độ chịu chơi của họ cũng vượt trội hẳn với quý ông đại gia. Tài khoản của đối tác vì vậy lúc nào cũng đầy ắp tiền dư khi được quý bà chọn lựa. Trong vài năm, nhóm chơi toàn mẫu, chúng tôi có mặt tại Bar Sài Gòn, nằm trong một khách sạn 5 sao. Gọi một loạt rượu B52, mỹ nam X Trấn An. Anh yên tâm, nhiều lắm mình cũng chi trả 3 triệu à. Thế nào cũng có nhà tài trợ tự nguyện đến. 12 giờ ban nhạc người Philippines khép lại phần trình diễn. Chúng tôi thấy loáng thoáng hai bà váy xanh cùng Tông ngồi bàn bên cạnh đưa ly chào. X đưa ly mặt lạnh tanh. Lát sau, có nữ nhân viên bê khay rượu gồm có 6 ly sang mời, không quên đưa tay chỉ về phía áo xanh. Nhận rượu mời lúc này X mới tiết lộ. Bà theo em mấy tuần nay rồi, thấy ghê quá, nên em im lặng đó chứ. Sân khấu chuyển sang nhạc dance, hai áo xanh vén váy đong đưa. Mắt tia đến bàn của chúng tôi. Thấy trò tội nghiệp cho quý phu nhân này khi dấu ấn tuổi tác đã hẳn rõ trên gương mặt, vẫn phải thức đêm săn mồi suốt sáng. Sau này, khi gặp lại bà ta ở Chiu, chúng tôi mới biết lý do mà X từ chối. Khi nhận ra tình nhân của áo xanh chính là một đồng nghiệp của X, hắn khét tiếng trên đường bay, sẵn sàng dằn mặt bất cứ mỹ nam nào. Từ đánh đấm đến nhắn tin khủng bố, một khi họ có ý định sáp lại đối tác của hắn, ngoài việc chu cấp tiền bạc, áo xanh tua rua còn cho hắn mở một nhà hàng ăn uống. Đổi lại, hắn chỉ thuộc về một mình áo xanh. Sau những chuyến bay nối dài ở khu căn hộ Sky, tài sản của một siêu mẫu xuất thân miền Tây vụt tăng chóng mặt. Để đối phó dư luận, không ít mẫu nam sau khi tham gia đường bay thường kể khổ hoàn cảnh. Thậm chí siêu mẫu D còn thuê hẳn căn nhà cấp 4 để dàn dựng gia cảnh. D chỉ về đây đôi lần, còn lại là cho người em họ ở. Vì máy bay của D thuộc hàng bự đã tậu hẳn cho D một căn nhà cao cấp tại quận 2. Còn xe BMW mà D chạy chính là cước tình phí sau 6 tháng ký giao kèo.
Ban ngày anh chàng có thể đàn đúm với bất kỳ ai miễn không phải đàn bà. Quý bà của Đê từng cùng chồng thao túng ngành sắt thép. Đến khi phát lên, bà ta bị chồng ngoại tình, từ đó nảy sinh ý muốn trả thù. Lâu dần thành ham muốn khó cưỡng. Trước khi sở hữu riêng Đê, bà này từng nhẵn mặt với một loạt mỹ nam. Nhưng chỉ dừng lại rồi đi qua, vì không ai chịu nổi tính khí ghen tuông dữ dội của bà. Đêm bà ta xem kép như món đồ, đã nhiều lần bà lao vào nhà hàng, ba ăn thua, đủ để nghi ngờ Đê lăng nhăng. Thấy một cô gái trẻ nào nhìn mẫu nam Đê, bà lập tức ôm Đê, choàng tay bá vai hôn chụt chụt như trốn không người. Khét tiếng thay mẫu nam như thầy áo là bà N. Thảo Mai, 52 tuổi. Người phụ nữ lạnh lùng này có túi tiền rất nhiều vì là cổ đông của một thương hiệu ngoại ngữ lớn tại Việt Nam. Lại quá từng trải nên rất sát phi công. Không chỉ mỹ nam bước ra từ các cuộc thi siêu mẫu, ngay cả cánh tiếp viên hàng không cũng là đối tượng để bà buông lời Thảo Mai. Các khu trung tâm mua sắm hàng hiệu Milano, LV hay D&G luôn có bà chị này túc trực mỗi ngày. Hàng chục món hàng được nhân viên gói bỏ vào túi giấy cẩn thận. Khi nhân viên hỏi chị mua gì nhiều hàng nam giới vậy, bà ta tỉnh bơ, mua để xài dần cùng nụ cười bí ẩn. Mỹ nam nào lọt vào ví bà này thường được tiếp cận trực tiếp. Bà ta luôn có thói quen tặng ví hàng hiệu khi giáp mặt. Trong ví luôn có đô la tiền mặt nhét đầy ắp. Ăn thì phải ăn ở Cha, quận 7. Bà N rất có duyên ăn nói nên không ít trai trẻ nao lòng. Lại được bà ta tặng quà dẫn đi du lịch Singapore, Thái Lan. Và quan trọng hơn là bà N có kỹ thuật giường chiếu thuộc hàng điêu luyện, nên góp phần đưa bà N lọt vào nhóm săn phi công nổi bần bật. Nhiều mỹ nam thích thú khi diện kiến bà ta, thế nhưng để yêu thì không. Một mẫu nam thở dài cho biết, bà ta có thời cặp đôi với bạn thân anh chàng. Bị chinh phục bởi tài ăn nói khéo léo, đối xử tử tế, bạn thân tình nguyện theo bà. Thế nhưng khi mọi chuyện tưởng yên ấm thì bà ta chán. Tay bạn thân mẫu nam này muốn có cuộc gặp để hỏi rõ thì bà ta tắt điện thoại. Rồi cho một quý bà cùng cạ số điện thoại của mẫu nam, chủ động gọi và buông lời tán tỉnh. Khi mẫu nam này hỏi ai cho số, người gọi không ngần ngại cho hay từ bà N. Biết bị phủi, một số mỹ nam chỉ biết ngậm cục tức vì không ai lại bày ra cho thiên hạ xem sự lấm lem về nhân cách của mình cả. Thế nên bà N vẫn tung tăng hoành hành, mới mức độ ngày càng cuồng dại, gây nhiều điều tiếng trong giới. Quán bar trên phố Hàng Buồm, 12 giờ đêm, một nam thanh niên mặt mũi bặm trợn, xong chỗ đầy mình phóng con quay đến đón một em xinh xắn, chân dài, vận đồ mát mẻ trở đi. Ai không biết sẽ nghĩ rằng cô gái là hàng của hắn và chúng đang tìm một bãi đáp nghỉ ngơi. Có thể là lắc, có thể là tìm cảm giác sung sướng, hoặc có thể là cả hai. Nhưng thực ra họ là một cặp chính hiệu, họ yêu nhau và gắn bó với nhau như vợ chồng đã mấy tháng nay. Nhưng họ không có nghề nghiệp gì ổn định. Anh chồng mới ra tù vì tội cướp tài sản được hơn một năm nay, vì chị vợ còn là sinh viên nhưng mới bị đuổi học. Anh người yêu sẵn các mối quan hệ giang hồ, lại hung hăng bất cần nên kiếm được rất nhiều mối làm ăn cho vợ hành nghề. Hàng ngày anh không có gì làm ngoài việc, anh đưa cô vợ đến giới thiệu ở các nhà nghỉ và để lại danh thiếp cho mấy thằng bạn làm bảo kê ở đó. Khi nào có khách sạn hoặc biết mối nào có nhu cầu tìm gái trẻ đẹp, chỉ cần alo là anh chàng sẽ đưa người yêu đến phục vụ. Anh chàng đưa cô gái đi khách rồi ngồi quán nước bên góc đường chờ người yêu. Anh căn đúng thời gian đã được trả tiền rồi bấm còi để người yêu biết giờ về. Tiền đi làm của người yêu anh cầm hết để chi tiêu, tiền thuê nhà, ăn uống, mua sắm quần áo cho cả hai. Cô người yêu nếu được khách qua thêm cho thì còn có tiền riêng, nếu biết tích cóp, dành dụm cũng gửi được chút ít về cho gia đình. Chứ nếu không, lỡ một ngày anh chàng kia kiếm được cô gái nào xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn, cô gái sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị ruồng bỏ. Khi ấy cô gái sẽ chẳng có một tài sản gì trong tay, cũng chẳng có ai để bấu víu dựa dẫm. Mấy cậu trông xe ở quán bar kể với tôi rằng họ đang chuẩn bị làm đám cưới. Gia đình thằng này bố mẹ chết vì bị sida cả rồi. Con này nghe đâu là người ở tít tận Hà Giang, nó mới bị đuổi học vì nhiều thư khiếu nại và hình ảnh nó lả lơi với khách được gửi đến trường. Kể ra cũng tội nghiệp cho chúng nó. Hai đứa đều không có tiền, lại mải chơi, vá víu, bám vào nhau mà sống, được ngày nào hay ngày đấy. Khoảng hơn 2 giờ sáng thì theo đội cơ động thành phố đi tuần,
tôi lại vô tình nhìn thấy cô gái cùng với anh người yêu đang ngồi ăn bánh trôi tàu trên phố cổ. Anh người yêu thì lạnh lùng có phần vô cảm, đôi mắt lườm lườm người tình. Còn cô gái thì thỏ thẻ nựng anh chàng ăn bánh, đôi tay nhanh nhẹ đóng lại cúc áo cổ. Cô đưa tay bón cho người yêu ăn rất tình tứ, mà anh chàng thì cứ như là muốn đẩy ra. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình, không biết là gã bồ của cô sẽ ghen như thế nào khi chứng kiến cảnh cô người yêu xinh đẹp của mình thực hiện màn thoát y và giúp thiên hạ sung sướng trước ánh mắt của những thằng đàn ông lạ hoắc và ham của lạ với những động tác như đúng rồi. Hắn biết là hắn chấp nhận vì không có cách nào khác. Thực ra lâu nay, những cặp tình nhân trai nghiện, gái ca ve không hiếm. Họ sống dựa vào nhau. Thằng chồng thì mang tiền của vợ đi trích hút, còn con vợ thì dựa vào hơi thằng chồng để đỡ phải bỏ tiền chi cho bọn bảo kê. Lại có người đưa đón đi làm, không sợ khách bùng tiền hay bị các đồng nghiệp tranh giành khách. Đó chỉ là những cặp trai gái sống bám vào nhau có thời hạn, chưa nuôi dự định cho tương lai về một đám cưới như cô gái kia thì đúng là hiếm và có phần phiêu lưu mạo hiểm. Hình như có một tương lai không mấy sáng sủa đang hiện ra trước mắt cô. Ở đời ai mà biết được chữ ngờ. Những gã đàn ông bám vợ, sống nhờ trên đồng tiền nhơ nhớp hàng đêm vợ kiếm được ấy như cây tầm gửi, sống ký sinh chân thân xác héo mòn của vợ, nhưng vẫn đủ dũng cảm và sức mạnh chìa tay ra xin tiền vợ, cho dù biết rằng những đồng tiền ấy rẻ rúng đến chừng nào. Còn những người phụ nữ làm nghề mại dâm, họ vừa phải lo cho cuộc sống của mình, cho đứa con, vừa phải lo miếng cơm manh áo và những cuộc nhậu tới bến của chồng. Họ hy sinh tất cả cho tổ ấm nhỏ bé và đáng thương của mình. Họ cố gắng níu giữ những người chồng vô công rồi nghề ấy cho cái tổ ấm của mình có hơi ấm đàn ông và con họ có một người bố, dù cho người bố ấy chỉ đáng bỏ đi. Những người phụ nữ ấy, họ đáng thương hơn đáng giận. Còn với riêng cá nhân tôi thấy họ thật tủi. Cùng là phụ nữ mà sao họ phải chịu quá nhiều cay đắng tủi hờn đến vậy? Dẫu rằng trên thế giới này phụ nữ ở đâu và bao giờ cũng vậy. Nếu không có được một người đàn ông tốt để yêu thương chăm sóc mình, một tấm chồng tử tế thì đời đã phụ ta rồi. Người đàn ông nào cũng muốn người vợ, người yêu của mình chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng mình, là tài sản riêng có và đặc biệt của mình mà thôi. Đặc biệt là khi cặp ấy có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng đã được pháp luật và xã hội công nhận. Chẳng có người đàn ông nào chấp nhận người đàn bà của mình phải chung trả với kẻ khác để cho chúng nó cân đo đong đếm, nâng lên, đặt xuống ngã giá. Thế nên chỉ có thể lý giải cho cách sống nhu nhược của những gã chồng ấy là cách sống ký sinh của loài tầm gửi, không hơn không kém. Cuộc đời có hàng trăm lối đi và cũng có hàng trăm nghìn ngã rẽ. Các cô gái đã chọn lối đi cho mình bằng việc sống chung với những gã đàn ông bị ổi đốn mạt ấy. Nhưng các cô gái lại không chọn ngã rẽ dũng cảm thoát khỏi những gã chồng không tử tế này. Bởi đối với các cô gái mại dâm, điều ấy còn khó hơn kể cả lên trời. Nếu có thoát ra hiện tại đau khổ ấy, các cô ấy biết bắt đầu lại từ đâu và có gì đâu để mà bắt đầu lại. Cuộc sống đôi khi cứ đẩy con người ta vào những bi kịch, những bế tắc cùng cực không lối thoát như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, ban đầu chuyện tìm gái Tây ở Việt Nam để cặp kè chỉ là thú vui dị hợm của một số gã hám của lạ. Sau một vài trường hợp được người tình đến từ những quốc gia khác chiêu chuộng trả công một cách xứng đáng, thì một số gã sở khanh đã biến thành họ Mã giám sinh, từ chỗ gã tình cho vui đến chỗ mua bán thân xác. Và đến nay thì đang âm thầm xuất hiện thêm một xu hướng đàn ông Việt sẵn sàng làm chồng mua vụ cho những cô gái ngoại quốc đang thiếu hụt tình cảm xác thịt nơi xứ lạ. Và để hiểu hơn về thực trạng này thì kính mời quý vị khán giả hãy cùng với Hồng Nhung lắng nghe ký sự điều tra của ngày hôm nay. Năm 2017, tôi được một người bạn giới thiệu đến gặp Dũng, chủ một tiệm tattoo xăm hình ở đường Đề Thám, thành phố Hồ Chí Minh. Dũng là một trong những chiến binh lừng lẫy trong giới săn gái dâu Tây, cụm từ ám chỉ những cô gái ngoại quốc. Tiệm xăm của Dũng nằm ở trung tâm khu phố Đề Thám, cũng được mệnh danh là phố Tây của Sài Gòn. Hàng ngày có rất nhiều lữ khách quốc tế đến tiệm của Dũng để nhờ xăm hình. Dũng kể, mỗi khi được khách nữ nước ngoài yêu cầu xăm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể, mình thực sự dạo dực. Làm nghề xăm hình, tôi nhìn thấy cơ thể của người khác giới nhiều, chẳng thua kém bác sĩ bao nhiêu. Tuy nhiên, với khi ngắm những đường nét trên cơ thể của những cô gái nước ngoài, vẫn tạo ra một cảm giác khoái lạ. Không thể tán tỉnh khách hàng ở chỗ làm việc,
vốn tiếng Anh cũng kha khá. Dũng quyết định tìm đến các quán bar có nhiều khách Tây để săn tình. Từ khi lân la đến những chỗ đó, tôi mới hay cũng có khá nhiều gã giống mình. Dũng nói rồi cười nhếch môi. Dũng cũng cho biết để trở thành một tay câu gái Tây thượng hạng không phải là điều đơn giản. Người Việt thường nghĩ người nước ngoài rất thoáng. Tuy nhiên tại các quán bar có nhiều người đến từ nhiều nước khác nhau và mỗi nơi có đặc tính riêng. Đó là chưa kể, mỗi cô gái dù quốc tịch nào thì cũng có sở thích, cách phát hiện tín hiệu cho đối phương khác nhau. Có khi để làm quen các chiến binh phải giả say lao vào người đối phương rồi xin lỗi rối rít. Dũng bảo phần lớn những cô gái đến từ các nước châu Âu thích đàn ông Việt chủ động, bạo dạn, nhất là trong chuyện sách. Nhưng để trở thành người tình hẹn giờ hay là chồng mùa vụ thì phải rất kỳ công, thậm chí là phải có nghệ thuật sống ở mức thượng thừa. Một trong những yếu tố có tính chất quyết định là sự hòa hợp với tình dục. Bởi suy cho cùng, những mối quan hệ như vậy chỉ vì vấn đề đó. Mà cái gì giỏi thì cũng phải học cả, Dũng nói. Để chứng minh những điều đã kể, Dũng dẫn tôi đến một quán bar trên đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hồ Chí Minh, có tên là Seventeen Ballin, vào một buổi tối cuối tuần. Mặc dù còn sớm nhưng nơi đây đã khá đông khách. Trong không gian chật chội nồng nặc mùi khói thuốc và những âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ cặp loa công suất lớn, khoảng hơn 100 người đang nhảy nhót lắc lư theo tiếng nhạc. Chúng tôi gọi mấy chai bia Heineken và cố gắng lách mình đến một vị trí thuận lợi để quan sát. Dũng đã ánh mắt về hướng bàn đối diện, nơi có ba cô nàng dâu Tây, khoảng trên dưới 30. Họ lắc lư những cơ thể nóng bỏng trong những chiếc váy bó sát và liên tục cụm ly. Dũng không hề e ngại, dắt tôi tiến về phía các cô gái đang ngồi làm quen. Sau một hồi làm trò để tạo không khí gần gũi, bắt chuyện làm quen, mấy cô gái ở độ tuổi 30 cũng tỏ ra vô cùng thích thú với Dũng và đồng ý cho chúng tôi chung bàn. Suri, Taylor và Vanessa là tên của ba cô gái. Họ cho biết họ là người Canada và đến Việt Nam du lịch. Trong số ba cô gái, Vanessa có vẻ bạo dạn và đong đưa hơn cả. Vanessa ra hiệu cho nhân viên phục vụ rót đầy những ly cognac rồi ép chúng tôi phải cạn sạch để chào mâm. Trong tiếng nhạc quay cuồng tại đây, những ly cognac, loại rượu nặng liên tục được rót đầy rồi vơi, khiến ai cũng phấn khích. Dũng dắt tay Vanessa ra sàn nhảy trong bản nhạc sôi động. Họ nhanh chóng trở thành một cặp ăn ý với những động tác lắc hông, ưỡn bụng, bốc lửa. Sau màn dạo đầu, Dũng bắt đầu dở bài tủ với những động tác nhảy phút bụng dưới và khoe hàng, khiến cô gái ngoại quốc vô cùng phấn khích. Dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, cả hai cứ thế thể hiện những động tác uốn éo, cọ sát rất gợi tình. Chưa hết bản nhạc sàn sôi động, Vanessa kéo Dũng vào một góc khuất trong quán, trao đổi điều gì đó. Khi quay lại, Dũng xòe bàn tay cho tôi xem địa chỉ khách sạn mà ba cô gái đang ở với nụ cười đắc ý. Dũng chỉ là một trường hợp mà chúng tôi biết được hàng đêm vẫn đổ xô đến các quán bar ở những khu phố Tây ở Sài Gòn để săn gái ngoại quốc. Theo tâm lý của nhiều trai Việt, khi tìm đến gái ngoại quốc, ngoài việc tìm cảm giác lạ thì họ đều mang theo ước vọng muốn đổi đời. Dù sao họ đến từ một nước phát triển cao hơn, thu nhập cũng tốt, nếu mình yêu thương họ thật lòng, biết đâu khi họ về nước sẽ làm thủ tục đưa mình sang bên đó sống cùng, như thế thì cũng sẽ đổi đời, Kiên, một người bạn của tôi gặp trong quán bar tiết lộ. Trong quá trình tìm hiểu về trào lưu kỳ dị này, chúng tôi tình cờ gặp Hoàng, hiện đang sống như vợ chồng với một cô nàng 35 tuổi đến từ Pháp. Hoàng là sinh viên vừa ra trường được hơn một năm nhưng chưa có việc làm. Với vẻ ngoài điển trai, vóc dáng khá to lớn của những anh chàng thuộc thế hệ 9X và vốn ngoại ngữ khá ổn, Hoàng được một người bạn rủ rê đi săn gái Tây cho đỡ sầu. Trong một lần như vậy, Hoàng bất ngờ bị cô nàng người Pháp săn lại. Chẳng cần đắn đo, cô gái có thừa sự tự tin, nhờ vào kinh nghiệm và tiền bạc, đề nghị Hoàng mỗi lần đến nhà phục vụ cô ta một lần và sẽ được trả tiền hậu hĩnh. Đang lúc không có việc làm, lại có cảm tình với cô gái ngoại quốc, dù hơn mình khá nhiều tuổi nhưng rất bốc lửa và duyên, nên Hoàng đã đồng ý. Sau gần 3 tháng hẹn hò theo hợp đồng, mối quan hệ giữa Hoàng và cô gái có những sự thay đổi. Bỗng dưng một hôm, cô chủ mời Hoàng ra ngoài ăn uống rồi đi xem phim chứ không vào việc ngay như những lần trước. Dần ra những cuộc hẹn nhảy lịch lung tung cùng với mối quan hệ giữa hai người cùng tiến dần đến một giai đoạn khác. Sau gần nửa năm, Hoàng mạnh bạo đề nghị đến sống chung để được chăm sóc,
nhận được cái gật đầu từ cô chủ. Hoàng gom vài bộ đồ trong căn phòng trọ ở chung với mấy người bạn, bắt đầu về sống chung với cô chủ ở một căn hộ hơn 100m2 với đầy đủ mọi thứ ở quận 2. Hoàng chăm sóc tận tình, chu đáo người tình, khiến nhiều bạn bè của cô gái ghen tị và bản thân cô gái cũng cảm động. Nhưng Hoàng thừa nhận, vì đã bắt đầu là mối quan hệ mua bán nên giờ đây giữa tôi và cô ấy vẫn có cái gì đó không thể vượt qua được. Hơn nữa, chênh lệch về tuổi tác cũng là một điều khiến chúng tôi có những sự khác biệt trong cuộc sống. Tuy nhiên, chàng trai này vẫn nhẫn nhục không chỉ vì khoản tiền tiêu vặt hàng tháng mà người tình chu cấp, mà với một hy vọng khác, được người tình đưa sang Pháp du học khi nàng về nước. Tâm lý sống dựa, sống bám đang hình thành ở một số bộ phận không nhỏ quý ông Sài Thành. Thay vì lao động để tự nuôi sống mình, họ chọn cách sống như tầm gửi, chỉ biết leo bám vào các cô gái hay đàn ông ngoại quốc. Thậm chí có người sẵn sàng bán thân để có cuộc sống an nhàn. Như đối với Hoàng, còn đôi có chút gọi là tình cảm, còn riêng nhiều trường hợp khác mà chúng tôi tiếp xúc thì họ kém may mắn hơn, vì chỉ đóng vai trò là yêu theo hợp đồng mùa vụ. Nghĩa là một số cô gái Tây đến thành phố Hồ Chí Minh theo dạng công việc, du lịch hoặc định cư ngắn hạn. Họ cặp với trai Việt, quý ông để thỏa mãn nhu cầu thể xác. Hai bên không bị ràng buộc nhiều về quyền lợi, ràng buộc về tình yêu, mà chỉ là thú vui hoan lạc, tìm cảm giác khoái cảm. Khi kết thúc hợp đồng thì đôi ngã chia ly mà không cần vướng bận nghĩ suy. Và thực chất của những mối quan hệ này là mua bán dâm. Quý vị và các bạn thân mến, có một thời bóng đá Việt Nam là thiên đường của những anh chàng vắt bò sữa, hái cà phê, lái máy kéo đến từ Nam Mỹ, châu Phi nghèo khó, nhưng lại có một chút năng khiếu bóng bánh, kiểu chạy khỏe và sức mạnh. Bây giờ thì những câu chuyện cổ tích thời hiện đại ấy đã xưa rồi. Ấy vậy mà không ít người vẫn cứ ôm ấp một giấc mơ Việt, để rồi phải rơi vào con đường cùng, bán thân để nuôi miệng. Đó là câu chuyện bi kịch về kiếp trai bao của cầu thủ Tây ở Việt Nam vào thời điểm năm 2012. Lâu không gặp, dạo này đi đâu mà không thấy ở đây vậy? Adebayo. Bọn tao qua quận 7 và quận 8 kiếm ăn rồi. Ở đây nhà nghỉ vừa đắt lại bị công an hỏi thăm thường xuyên. Có gì hay ho thì tối mới vào trung tâm. Trên đây là mẩu đối thoại giữa chúng tôi với người đàn ông gốc Phi tình cờ quen biết trong một dịp lân la tới một quán cà phê vỉa hè trên đường Bùi Viện, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không nhớ nổi họ tên của anh chàng da đen này, bởi vì đó là một cái tên dài loang ngoằng. Chỉ biết rằng gã có một cái mái bím khá sành điệu, đặc biệt là khuôn mặt có gì đó hao hao như ngôi sao Emmanuel Adebayo Togo. Thế nên tôi thường chọc là Adebayo cho gã vui lòng. Ngôn ngữ của gã như một nồi lẩu thập cẩm, vừa nói tiếng Bồi, tiếng mẹ đẻ, pha chút tiếng Việt Nam, lại vừa làm ký hiệu chân tay miệng để trả lời chúng tôi. Dĩ nhiên, chẳng biết hôm nay có phải là vì trời Sài Gòn nóng 39 độ C hay không, mà khác với mọi khi, gã nói người quen bằng thứ giọng gắt gao, đôi mắt cũng khác thường, đưa đi đưa lại rất nhanh, như thể sợ bị giang hồ đòi nợ. Cũng may cho chúng tôi, ngồi từ sáng đến trưa và tưởng chừng đã phải nhổ neo. Ai dè, cuối cùng lại gặp được cố nhân. Quả đúng như một đồng nghiệp nói, bây giờ có đốt đuốc đỏ con mắt cũng khó mà tìm được những tây ba lô, những người mà các bác xe ôm vẫn thường nói vui là các bang ngoại ở Phú Tây. Nó khác xa với dạo trước, cứ dảo bộ qua các con phố Tây như là Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám và Ngô Quang Đầu, không cần phải liếc mắt bạn cũng thấy cả đám tụ tập tám chuyện rôm rả, dù trên bản chỉ có vài ba ly trà đá. Xa xỉ lắm thì ly cà phê đã trong vắt vì nước đá tan chảy. Bạn cũng có thể gặp họ ở mọi ngõ ngách của công viên 23 tháng 9, thánh đường huyện Sĩ, những trạm chờ xe buýt trong bộ dạng chẳng khác gì cái băng. Ở thời điểm V-League mới chuyển mình lên chuyên, rất nhiều cầu thủ da màu khăn gói đến theo chân cò. Hay là bạn là cầu thủ, hoặc mượn cớ đi du lịch để tìm cách tiếp cận thiên đường mang tên Việt Nam, nơi mà họ nghe nói là một tháng kiếm được cả mấy ngàn đô la, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng giờ đây tất cả đã nhận ra rằng V-League là thiên đường nhưng cũng là cạm bẫy, chôn vùi tuổi thanh xuân đời họ. Bởi không còn như thủa hồng hoang, một anh vắt bò sữa, hái cà phê, lái máy kéo, có chút năng khiếu bóng banh hè phố, chạy khỏe, sút bừa là có thể được thu nhận và đào tạo thành cầu thủ Tây. Thực tế không ít người đã nhận ra những sai lầm nhưng vẫn cố bấu víu ở lại để chờ đợi cơ hội dù nó rất mong manh.
Bi kịch ở chỗ họ chẳng có sự lựa chọn. Dù có muốn về lại quê nhà, cũng không thể đào đâu ra số tiền lên đến cả mấy ngàn đô la để mua vé máy bay. Hơn thế nữa, trở lại xứ sở, những ông Tây này cũng chẳng có nghề nghiệp gì. Trước mắt họ là những món nợ khổng lồ mà họ đã vay làm lộ phí trước khi qua Việt Nam. Không trình độ, không nghề nghiệp, không tiền bạc chỗ ở, không giấy tờ tùy thân. Những kẻ lang thang buộc phải duy trì sự sống bằng những thứ nghề có thể nghĩ ra. Ăn quỵt, giờ cho gã gẫm, cờ bạc bịp, phụ giúp quán cơm, buôn bán quần áo cũ, bốc xếp. Trên con đường dấn thân vào vòng lao lý, có một cái nghề mà tất cả phải dùng mình, đó là làm trai bao cho các quý bà sồn sồn và giới gay. Khi cơ quan chức năng liên tục tổ chức những đợt kiểm tra liên ngành, không ít ông Tây đã bị trục xuất hoặc bị buộc phải xuất cảnh. Thế nhưng chẳng hiểu sao họ vẫn tìm cách quay trở lại Việt Nam. Khác với lúc trước, khi những con phố Tây đã động, những ông Tây đen này đã lánh nạn ở những vùng ven như quận 7, quận 8, nhằm kiếm kế mưu sinh. Như anh bạn Adebayor thổ lộ, ngày đi đá phủi còn đêm có mối ngay lập tức, phi đội này lại đổ bộ vào trung tâm để kiếm ăn. Họ làm gì, đi đâu có trời mới biết, nhưng dám chắc rằng vô số cạm bẫy đang chờ đón họ và cả những người muốn tìm của lạ. Hoặc bất kỳ người nào cũng có thể trở thành nạn nhân của những con người khốn cùng liều thân. Không chỉ cầu thủ bóng đá, nhiều người nước ngoài gốc Phi thường gọi là Tây Đen sang Việt Nam thông qua đường xuất khẩu lao động hay vượt biên trái phép để làm những công việc không giống ai. Chung cư Khang Gia, quận Gò Vấp, khu chợ cầu quận 12, phố Bùi Viện, quận 1 là một địa chỉ mà Tây Đen tụ tập nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ không nghề nghiệp, suốt ngày ngồi hàng quán chứ không hề ở công xưởng như lời kê khai thủ tục lúc nhập cảnh. Điều gì đang diễn ra? Theo tìm hiểu của chúng tôi, một số người gốc Phi không giấy tờ tùy thân sau kiểm tra hành chính vẫn có mặt tại chung cư Khang Gia là nhờ được các quý bà bảo lãnh. Trường hợp Alex S, 39 tuổi, quốc tịch Nigeria là một điển hình. S cho biết anh ta được bạn bè giới thiệu và đi theo đường xuất khẩu lao động sang Việt Nam hơn một năm nay. S đang ở với ba người bạn tại một căn hộ chung cư trên địa bàn quận Gò Vấp. Khi sang thành phố Hồ Chí Minh, S đi phụ bán hàng cho một người bạn tại shop thời trang trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp. S kể vì nhà ở Nigeria nghèo nên khi được bạn rủ sang Việt Nam, anh ta đã làm thủ tục đi theo. Hiện S có một mối tình già nhân ngãi, non vợ chồng với một phụ nữ ở khu vực chung cư Khang Gia nên mọi thứ nói chung là tốt, như lời của anh ta thừa nhận. S còn khoe có người đồng hương tên tiếng Việt là Phi. Phi có một bạn gái tên là M, khoảng 46 tuổi. Hai người thường chở nhau đi chơi, đến sáng mới về chung cư. Từ giới thiệu của S, chúng tôi đã tiếp cận và trò chuyện với bà M. Bà M thừa nhận Phi chính là tình nhân của bà. Theo bà M, sau khi ly dị chồng, bà tình cờ quen biết rồi kết bạn với Phi. Tên Phi là do bà đặt cho gã tình nhân da đen này để tiện xưng hô. Theo bà M, không chỉ bà mà nhiều phụ nữ trạc tuổi 45 đến 50 khác cũng tìm đến những người gốc Phi để mua vui. Nhiều người đã không ngần ngại bỏ tiền ra mở nhà hàng, quán cà phê cho tình nhân làm ăn. Một số người gốc Phi khi sang đây không có chỗ ăn chỗ ở nên chỉ còn cách gia nhập đường dây mại dâm nam để kiếm sống qua ngày. Người nào cặp kè với các bà lắm tiền thì có cuộc sống khá hơn, thậm chí may mắn thì được tình nhân mở cho cái quán cà phê, shop quần áo. Bà M cho biết. Đúng như lời của bà M, theo quan sát của chúng tôi, lúc 1 giờ ngày 4 tháng 1, tại các nhà nghỉ trên đường Phan Huy Ích, Quang Trung, quận Gò Vấp, các quý bà cùng với những gã gốc Phi ra vào tấp nập. Quản lý một khách sạn trên đường Phan Huy Ích cho hay họ đều là khách hàng quen thuộc của khách sạn này ít nhất từ một năm nay. Họ vào đây thường xuyên đến mức chủ khách sạn cho quy chế 4 tháng mới thanh toán tiền phòng một lần. Người quản lý này tiết lộ. Trong nhiều ngày có mặt tại phố Tây Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, chúng tôi nhận thấy không ít người gốc Phi thường rảo qua rảo lại những nhà hàng, quán bia. Có nhiều khách là phụ nữ đứng tuổi. Người dân sống ở đây khẳng định họ biết rõ công việc của các gã Tây đen này. Bà Hoa ngụ ở khu Bùi Viện quả quyết. Họ là phi công trẻ đi tìm máy bay bà già đấy. Mấy cha Tây đen này có làm ăn gì đâu, tối ngày vui chơi rồi tìm những bà lớn tuổi gã đi khách. Để chứng minh, bà Hoa đã cho chúng tôi số điện thoại của một người gốc Phi có tên tiếng Việt là Tùng và bảo hãy tìm hiểu.
Sau vài tin nhắn, Tùng đồng ý gặp trực tiếp chúng tôi. Đúng hẹn, một người đàn ông cao to, da đen bóng và đầu trọc đến quán bia bệt ở khu Bùi Viện. Chúng tôi gợi chuyện. Chị là chủ công ty, chúng tôi đang cần tìm một người như anh để đi chơi chăm sóc. Chưa nghe hết câu, gã tay đen tên là Tùng nhanh nhỏ. Một chuyến thì 20 đô, qua đêm thì 45 đô la. Nghe chúng tôi chê mắc, Tùng phân bua. Tụi tôi đáp ứng hết mà, giá vậy là hữu nghị. Một đêm bình thường với tụi tôi lên đến vài triệu đồng. Có người cặp bồ luôn, mấy cô còn cho nhà, cho mặt bằng để làm ăn nữa kìa. Dù ra giá cao là vậy, nhưng Tùng lại hiện nguyên hình là gã trai đứng đường khi thừa nhận. Lúc không có khách, bọn tôi thường đi lang thang từ Bùi Viện ra công viên 23 tháng 9 để tìm. Mấy bà muốn tìm người qua đêm hay là ra khu vực này để lựa hàng. Đứng ở đó gần như đêm nào cũng có khách, Tùng nói. Tùng cho rằng nhiều phụ nữ đứng tuổi hiện nay có xu hướng nghiện trai da đen. Vì thế anh ta và nhiều người gốc Phi kéo nhau qua đây kinh doanh vốn tự có. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói là trẻ khôn chơi, già đổ đốn. Và thực tế thì cũng đã có những câu chuyện minh chứng cho câu tưởng như là cửa miệng ấy. Và những năm 2012 cho đến 2015, có những quý bà tiền đông như là quân nguyên và ăn chơi vô cùng mệnh hoạn. Hàng tuần thì các quý bà thừa tiền rừng mỡ đó túm tụm chơi bài và khoe với nhau các kiểu trai đẹp vừa dùng qua như là một chiến tích của bản thân. Muốn bao trai độc là diễn viên, người mẫu thì đầu tiên không phải là có tiền mà phải có rất nhiều tiền. Thứ đến là phải kín đáo và để cho anh ta không cảm thấy bị ảnh hưởng đến danh tiếng và nghề nghiệp của mình. Và có lẽ đi sâu vào điều tra những thú ăn chơi của các quý bà, chắc hẳn nhiều người không khỏi hoảng hồn. Và thực hư câu chuyện này như thế nào, kính mời quý vị khán giả cùng với Hồng Nhung theo dõi ngay sau đây. Khi nghe kể, tôi khó có thể hình dung việc tập thể dục ở một số phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ lại có kiểu biến tướng như vậy. Đến một phòng tập ở một con đường nhỏ khu vực quận 7 trong vai bạn của một hot boy, tôi chứng kiến cảnh cười đùa ngả ngớn và hẹn hò công khai của các quý bà có ba vòng phì nộn như nhau với bọn Apollo thời đại. Hỏi chuyện Trọng, một thợ cắt tóc nhưng có thêm nghề tay trái là dùng phòng tập làm văn phòng. Gã cười rất đều, thấy phát gớm, nhưng tiền của mấy mụ này thì đông như quân nguyên. Khi được hỏi về những nguy cơ đến từ phía các ông chồng, Trọng trả lời tỉnh rụi. Mấy cha nội biết hết, có điều mình chán nhìn thấy mấy mụ ấy bao nhiêu, thì lão chồng cũng thế, ngầm thỏa thuận cho vui cửa vui nhà đấy cha ơi. Có hai loại trai bao, trai đẹp thì đa số rớt vào các cậu có ngoại hình ưa nhìn, từ miền quê xa xôi vào Sài Gòn tìm việc. Quá nửa là các cậu phục vụ ở quán bar, vũ trường và cà phê sân vườn. Thoạt đầu thì chỉ là cảm thương hoàn cảnh thằng bé, sau đó kết nghĩa chị em, rồi thuê nhà cho em nó ở, nuôi cho em nó đi học trước khi cho em nó thành anh yêu. Trung là một sinh viên ngành marketing, quê tận Thanh Hóa và Sài Gòn học tập. Để đủ tiền cho sự học, Trung làm thêm buổi tối ở quán bia. Chẳng rõ từ lúc nào, vẻ đẹp rất Hàn Quốc của Trung lọt vào tầm ngắm của Hồng, một đại gia đất vùng Bình Chánh. Cũng đủ thứ bài bản, trình tự như đã trình bày ở trên, Trung trở thành em nuôi của Hồng và được chị tận tình dạy dỗ. Giờ đây dù mới tốt nghiệp nhưng Trung đã có một căn nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi, quà tặng của chị yêu. Lão chồng Hồng tìm đến chẳng rõ họ nói với nhau gì mà mọi chuyện sau đó cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng có một việc mà Hồng không thể biết. Trung có người yêu đang làm ở một công ty bảo hiểm và cũng lớn hơn Trung cả chục tuổi. Hiện nay các quý bà giàu thuộc loại kinh khủng khiếp ăn chơi, sa đọa cũng chẳng khác gì cánh mày râu. Một đại gia cặp kè với các cô hoa hậu diễn viên mà xem đó là chuyện hãnh diện thì quý bà cũng thế. Hàng tuần các bà túm tụm chơi bài và khoe với nhau các kiểu trai đẹp vừa dùng qua. Muốn bao trai độc là diễn viên, người mẫu, đầu tiên không phải là có tiền mà phải có rất nhiều tiền. Thứ đến phải kín đáo để anh ta không cảm thấy bị ảnh hưởng đến danh tiếng nghề nghiệp. Quy, một diễn viên thuộc loại kép độc, suốt ngày ăn chơi nhảy múa bằng tiền của quý bà. Cái độc đáo nhất của gã là có thể làm chồng bé cho bốn đại gia chơi thân với nhau, nhưng chẳng bà nào biết bạn mình đang tham gia hớt váng. Tổng thu nhập của Quy từ phim chẳng đủ cho gã đổ xăng, còn các em yêu tuy già nhưng hết sức biết điều, cống nạp cho gã không dưới con số trăm triệu hàng tháng. Đa số nam diễn viên biết Quy đều tặc lưỡi. Thằng này đóng phim cho mọi người xem thì dở, nhưng mà đóng tay đôi thì tuyệt. Nhóm cờ bạc của bà Y có khoảng hơn chục mạng.
và thay vì phải đối phó với cơ quan chức năng, họ tìm cách để qua mặt các ông chồng. Các ông chồng ngạc nhiên khi thấy các bà lập nhóm từ thiện và tuần nào cũng đi xa làm phước. Các ông không hề biết rằng các bà thuê xe để gây sòng ngay trên đường di chuyển. Một nam người mẫu khác tên là T có gương mặt đều như chưa từng đều, lại có danh là không phải từ phim ảnh dù gã đóng rất nhiều phim. Gã có hai bà chị, một tận nước Úc xa xôi. Mỗi khi về nước, chị lại mua cho em cơm man lào quả cáp, đưa em đi du lịch khắp nơi. Sau hơn 2 tháng đi du lịch, T bèn nhập viện vì suy kiệt trầm trọng. Người thứ hai già ngang với tuổi mẹ của T nhưng chát phấn nhuộm tóc, mặc short hệt như những cô trò tuổi teen, lo cho gã tiền nhà, tiền sinh hoạt hàng tháng. Đổi lại, cuối tuần T đưa chị đi vũ trường. Cuộc đi ba của T và chị luôn kết thúc vào trưa ngày hôm sau. Khờ, một phó đạo diễn chuyên moi tiền các bà chị với chiêu làm phim chiếu rạp, nhưng chẳng bao giờ thấy sản phẩm. Vừa rồi, gã bị bể bạc do không biết hai bà chị cùng nhau chu cấp cho gã lại là chị em ruột. Hai đứa con trai và nhóm bạn xuất thân quận 4 đã chặn đường nện cho Khờ một trận thừa sống thiếu chết vì nghe được chuyện IEL của mẹ. Hôm sau, do lịch quay, Khờ vẫn lên phim trường với cánh tay bó bột và khuôn mặt bầm tím. Hỏi chỉ nghe gã ngập ngừng, giang hồ đánh nhầm. Ngoài phi công diễn viên, người mẫu được ưu tiên thì những anh chàng ngoại quốc da đen gốc Phi có thân hình vạm vỡ luôn khiến những quý bà mê mẩn. Năm 2013, phi công gốc Phi tại khu phố Tây, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh được dỉ tai trên mạng là hội tụ đầy đủ các tiêu chí đưa các bà lên đỉnh. Ngoài việc dạo chợ tình online săn phi công, quý bà Sài Gòn còn thích lượn lờ trên những cung đường Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, quận 1 để ăn hàng. Những phố này từ lâu là bãi đáp của nhiều phi công da đen gốc Phi, một món hàng hot đối với các quý bà sồn sồn. Sau màn dạo chơi trên chợ tình online, điều dễ nhận thấy, không phải các quý ông mới có các chiêu săn gái thượng hạng mà các quý bà cũng tỏ ra chẳng kém cạnh. Thậm chí quý bà tỏ tình còn bạo dạn hơn những quý ông bằng những lời gạ mùi mẫn, êm tai, kèm theo đó là những cuộc ngã giá siêu khủng. Các quý bà đều viện cớ thiếu thốn tình cảm, không đủ nhu cầu sinh lý vì chồng đi xa hoặc chồng kém đô lúc ân ái, nên họ đã tìm đến phi công giải quyết nỗi bức bách trong lòng. Nhiều quý bà không ngại ngần dẫn những chuyện tế nhị công khai lên mạng để cầu cứu cánh phi công trẻ, đặc biệt là các phi công ngoại quốc đến từ trời Phi được các bà chú ý. Máy bay U-45 có nickname thèm của lạ lấy lý do mình đang hồi xuân mà chồng lại yếu trong chuyện chăn gối, không đủ phê nên phát tín hiệu tuyển phi công trẻ tuổi, không đặt nặng ngoại hình, miễn sao làm cho lên đỉnh là được. Vì những lý do trên mà quý bà không chỉ săn trên mạng, họ còn tìm đến phố Tây để săn hàng. Lâu nay dân Sài Gòn thường hay gọi các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Hồng Thái quanh công viên 23 tháng 9 quận 1 là khu phố Tây. Mỗi tối, tại phố Tây có nhiều phi công da đen gốc Phi lượn lờ hoặc đáp trong các vũ trường quán bar để phát tín hiệu đến các quý bà khát tình. Vào vai quý bà đi săn của lạ, chúng tôi đến khu phố Tây trên đường Phạm Ngũ Lão. Vừa thấy tôi dừng xe, đám trai Tây đã bắt sóng tiến lại gần, buông những lời mời chào bằng tiếng Việt lơ lớ. Đi chơi không? Overnight nhé. Chúng tôi quay lại nói chậm rãi. Bao nhiêu tiền? Một trai Tây cao lớn đưa 5 ngón tay ấn định là 500 ngàn cho một lần đi chơi. Theo ghi nhận của chúng tôi, để dễ kiếm ăn hơn, những phi công Tây đen ít nhiều cũng đã trang bị cho mình vốn tiếng Việt, để khi gặp khách họ sẽ biết cách trèo kéo và ngã giá cho hợp lý. Và quan trọng hơn là bắt sóng được với các quý bà nhằm dễ dàng câu kéo các bà đi với mình. 8 giờ tối, khu phố Tây nhộn nhịp hẳn lên với những anh chàng Tây đen cao to lực lưỡng xôm tụ lại thành từng tốp tại những góc đường, quán bar, nói ngoại ngữ xì xổ. Thỉnh thoảng trong số họ bắt được là mối các quý bà. Ngay lập tức, phi công đến bên các bà với cử chỉ gần gũi rồi làm vài ly cho Tây Tây, sau đó tìm bãi đáp tại những khách sạn. Đến phố Tây tìm phi công không phải là điều đơn giản, bởi đằng sau thế giới trai bao này là một đội ngũ cò hoạt động kín đáo. Mỗi quý bà khi tuyển phi công tại phố Tây đều phải nộp khoản phí bảo mật thông tin, nếu không sẽ bị những người này phanh phui chuyện ăn em. Sau khi cuộc nói chuyện với phi công kết thúc cũng là lúc đám cò, chủ yếu là xe ôm, được giới thiệu đến làm người chủ quản.
Hoặc là trước đó muốn tìm phi công, quý bà phải tìm đến cỏ để được bắt mối với phi công. Và phí cho mỗi lần môi giới và bảo mật thông tin cho cò là 100.000 đồng. Khách đến tuyển phi công là mối ruột, bao gồm những người bỏ chồng hoặc chồng chết sẽ ít phải mất khoản cò phí hơn bởi những mối qua đường. Những mối qua đường chủ yếu là những quý bà xồn xồn vì lý do này lý do nọ mà chán chồng tìm đến thế giới trai bao giải khuây. Theo một cò xe ôm tên ca trong thế giới trai bao Tây Đen cũng phân cực thành những đẳng cấp khác nhau. Nếu là phi công VIP, họ thường đi xe tay ga hạng sang hay là la cả ở những quán bar vũ trường và nói tiếng Việt khá tốt. Còn phi công thường thì hay đi bộ giặt dẹo quanh khu phố Tây để bắt mối và họ không dành tiếng Việt. Những gã Tây Đen và những quý bà xồn xồn đến khu vực công viên 23 tháng 9 là dân chơi hạng 2. Những quý bà nhiều tiền lắm của không giải gì mà phải lộ mặt ra đó. Họ thường tìm đến quán bar để hẹn hò và móc nối. Tại những quán bar mini trên phố Tây vào buổi tối thường tụ tập rất đông phi công Tây lố nhố, ngồi cạnh các quý bà, những bộ cánh mỏng manh cùng nhau cụng ly xì xồ gật gù như đã từng quen nhau từ lâu. Những phi công đến bar là những người có thâm niên ở Việt Nam, không những rành rọt đường đi lối lại mà còn biết cách phủ sóng, chiều chuộng các quý bà. Thông thường những gã phải dạt ra lề đường, công viên, chào hàng là dạng hết đát hoặc là mới học việc nên chưa sành sỏi và chưa có mối ruột. Mỗi chuyến lái với phi công Tây Đen, các quý bà phải trả tối thiểu từ 30 đô la. Nếu đi nguyên đêm là 50 đô la. Mọi chi phí sinh hoạt do các quý bà chịu. Nếu phi công lái tốt thì sẽ được các quý bà thưởng hậu hĩnh và sau đó trở thành mối quen, chỉ cần alo là phi công lại được đi bay. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại Hồng Nhung với rất là nhiều những cái số phát sóng hấp dẫn tiếp theo mà ekip của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khán giả trên kênh Blog Tâm Sự. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.